Xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đang đến với trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chuyên trang số này, mời quý vị khán giả đến với trang truyền hình thành phố Huế. Trước hết, như thường lệ là phân điểm những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thành phố Huế đang ưu tiên bố trí vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong khuôn viên cụm công nghiệp An Hòa nhằm hoàn thiện hạ tầng, thu hút các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Người dân phố cổ Ba Vinh mong muốn chính quyền địa phương sớm triển khai các dự án bảo tồn nhằm góp phần gìn giữ các giá trị di sản để tạo nên một điểm du lịch độc đáo trong lòng thành phố Huế. Thưa quý vị và các bạn, là cụm công nghiệp duy nhất đóng trên địa bàn thành phố Huế, cụm công nghiệp An Hòa vừa hoàn thiện hạ tầng thu hút các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, vừa tạo mặt bằng để di dời các cơ sở sản xuất trong nội thị, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, nên thành phố Huế đang ưu tiên bố trí vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong khuôn viên cụm. Được thành lập từ tháng 2 năm 2014 trên cơ sở cụm công nghiệp làng nghề Hương Sơ, cụm công nghiệp An Hòa có quy mô 48 ha nhằm di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư nội thành, các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố và ưu tiên phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh các ngành nghề công nghiệp, sản xuất lắp ráp các linh kiện điện tử, may mặc, cơ khí chế tạo, mộc dân dụng, giấy. Mặc dù tỉnh, thành phố Huế đã ưu tiên bố trí vốn đầu tư nhằm hoàn thiện hạ tầng, thu hút các doanh nghiệp, cơ sở vào sản xuất kinh doanh, nhưng đến nay nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện, đường giao thông dẫn vào cùng xuống cấp, ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa, giao thông đi lại. Trong những năm gần đây, để tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư tại cùng, thì thành phố cũng ưu tiên bố trí để đẩy nhanh cái tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật còn lại tại cùng. Hiện tại thì đối với cụm công nghiệp An Hòa là 48 ha, đã đầu tư hơn 34 ha, đạt tỷ lệ gần 72%, và hiện tại cũng đang triển khai các cái thủ tục để tiếp tục đầu tư các cái giai đoạn còn lại. Mặt khác thì cụm công nghiệp An Hòa trong những năm gần đây cũng ưu tiên đầu tư chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật để tạo cảnh quan môi trường cụm để thu hút các doanh nghiệp tới đầu tư, cũng như là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong vấn đề cảnh quan môi trường, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là quan tâm đến vấn đề an ninh trật tự tại cụm. Để hoàn thiện hạ tầng thu hút đầu tư vào cụm, năm 2022, Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng thực hiện các hạng mục công trình như sang nền, đường giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện, cải tạo nâng cấp barrier lòng đường, hàng rào dây xích vỉa hè và nhà trực giả bảo vệ, đồng thời lắp đặt bổ sung điện chiếu sáng các tuyến đường trong khuôn viên cụm. Đến nay đã hoàn thành các dự án hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 9, lắp đặt bổ sung camera an ninh, cải tạo nâng cấp barrier lòng đường, từng bước tạo cảnh quan nề nếp ngăn nắp tại các tuyến đường dẫn vào cụm. Hiện cụm công nghiệp An Hòa có 48 dự án của 38 doanh nghiệp đầu tư, trong đó do trung tâm trực tiếp cho thuê lại để thực hiện dự án đầu tư. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, giải quyết việc làm cho hơn 5.000 lao động, thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng một người một tháng. Tổng doanh thu năm 2022 đạt hơn 2.600 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 45 tỷ đồng. Trung tâm cũng đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố tổ chức các cái buổi gặp gỡ tiếp xúc các doanh nghiệp trên địa bàn của cụm, qua đó cũng để lắng nghe các cái ý kiến phản ánh rồi các cái ý kiến mà tham gia góp ý của cụm để có những giải pháp kịp thời khảo gỡ khó khăn cho các cái doanh nghiệp. Đồng thời thì cũng thông qua các cái hoạt động giao dịch thường xuyên tại trung tâm thì trung tâm cũng nắm bắt các cái ý kiến phản ánh của các doanh nghiệp trong quá trình mà gặp mặt hoặc là thực hiện các cái giao dịch hành chính. Trên cơ sở đó thì cũng tiếp tục kiến nghị cho lãnh đạo thành phố cũng như các cấp các ngành liên quan quan tâm kịp thời các cái vấn đề mà khó khăn của doanh nghiệp trong các cái ý kiến và phản ánh đột xuất. Cuối tháng 11 năm 2022, Hội đồng nhân dân thành phố Huế đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp An Hòa giai đoạn 10 đợt 1 với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Mục tiêu của dự án nhằm tiếp tục đầu tư để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp đồng bộ, phát huy được lợi thế và nguồn lực của địa phương nhằm thu hút các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ đầu tư vào cụm. Cùng với dự án trên, hiện trung tâm chuẩn bị triển khai dự án hạ tầng kỹ thuật cụm, tiếp tục hoàn thành các thủ tục đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 9 đợt 4, triển khai thực hiện tốt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp An Hòa và quy định quản lý theo đoạn quy hoạch tại cụm công nghiệp An Hòa đã được duyệt, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục bổ sung hai cụm công nghiệp mới tại phường Hương An và xã Thủy Bằng. Trong cái định hướng sắp tới thì thành phố cũng sẽ tiếp tục đầu tư cái phần hạ tầng còn lại, đồng thời là cũng đã xin chủ trương của tỉnh tiếp tục mở rộng và đầu tư thêm
hai cụm công nghiệp, một vị trí tại phường Hương An và một vị trí tại xã Thủy Bằng. Đây thì chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới, cái việc đầu tư thêm các cái cụm công nghiệp này sẽ giải quyết được cái tình trạng cũng như nhu cầu của rất nhiều doanh nghiệp đang đến đầu tư tại thành phố Huế. Để lấp đầy hạ tầng cụm công nghiệp, thời gian tới, trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tìm kiếm các doanh nghiệp có tiềm năng đầu tư vào cụm công nghiệp, đồng thời tăng cường chỉnh trang cơ sở hạ tầng, cơ sở sản xuất tại cụm, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, chấp hành nghiêm chỉnh công tác phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, thực hiện phương án huy động vốn đầu tư dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật theo hình thức thành phố cấp ngân sách thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các doanh nghiệp đăng ký thuê đất để đầu tư dự án mới ứng trước 5 năm tiền hợp đồng thuê đất để tổ chức thực hiện dự án. Tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố thực hiện kế hoạch xử lý và di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2030 đến cụm công nghiệp An Hòa. Thưa quý vị, cùng với đề án phát triển du lịch đêm, thành phố Huế đang tiến hành khảo sát định hướng bảo tồn phố cổ Ba Vinh, phường Hương Vinh nhằm khai thác phát triển du lịch, tạo thêm nhiều điểm đến cho Huế. Trên thực tế, dù đã có nhiều dự án bảo tồn khu phố cổ này được quan tâm, tính toán, tuy nhiên vẫn chưa được triển khai. Hơn lúc nào hết, người dân phố cổ Ba Vinh mong muốn chính quyền địa phương sớm triển khai các dự án trên nhằm giúp họ có một nơi ở ổn định, đồng thời góp phần gìn giữ các giá trị di sản để tạo nên một điểm du lịch độc đáo trong lòng thành phố Huế. Không sửa chữa, không cơi nới là một phần của di sản văn hóa Huế. Tuy nhiên, hiện những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi tồn tại ở phố cổ Ba Vinh đã xuống cấp, mất dần theo thời gian. Hiện phố cổ Ba Vinh còn trên dưới 10 ngôi nhà cổ theo kiểu chắp vá, mái ngói sập xệ. Các mảng gỗ, tường dần bị mục nát, thậm chí đã xuất hiện những vết nứt. Nhiều giá trị của phố cổ cũng mất dần. Một số nhà cổ đã bong tróc phần trên mái ngói, những bức tường thì loang lổ gạch vỡ. Người dân luôn thấp thỏm lo âu vì nhà có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Thì vấn đề những cái nhà cổ là đã xuống cấp quá trầm trọng ấy. Mà chúng tôi đây là dân không có điều kiện để tu sửa. Thì nếu trường hợp với chính quyền địa phương hay là cả thành phần thì có ý định tu sửa để cho cái quả ra dột ấy. Chưa thật thỏa đáng khi cho rằng phố cổ Ba Vinh đã bị lãng quên bởi nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu, các tổ chức văn hóa đã nhiều lần lên tiếng đề xuất các giải pháp bảo tồn. Để sửa chữa lại những căn nhà cổ này nhưng vẫn giữ nguyên hiện là bài toán khó đối với chủ nhân của những căn nhà này. Bởi muốn tôn tạo lại những phần hư hỏng, ít phải cần 100 đến 200 triệu đồng. Trong lúc đó, nhà mới thì mọc lên nhiều hơn, khang trang hơn, khiến phố cổ này khó tồn tại được lâu. Số nhà còn lại cũng cần phải có để có một cái góc dạng, một cái bộ dạng nó bốn trội dày trong những cái điểm du lịch của thành phố. Thành thì chúng tôi rất là nóng lòng, vẫn mong muốn đời hoa, nhưng thấy cũng thấy nếu bây giờ trong trường hợp này mà cái chương trình của là kế hoạch của phát triển và phục hồi phố cổ Ba Vinh mà được tái khởi động lại thì chúng tôi rất là vui mừng. Hiện nay là các ngôi nhà là đều đã xuống cấp và mong muốn của người dân là sớm được đầu tư, nhưng mà hiện tại thì chưa có sự đầu tư nên một số ngôi nhà đã là biến mất và thay vào đó là những ngôi nhà kiến cổ. Rất muốn là tôn tạo lại cái phố cổ này để đưa vào hệ thống du lịch của địa phương. Cùng với đề án phố đêm khu vực Hoàng Thành Huế và khai thác các điểm đến về đêm để thu hút khách, thành phố Huế đang tiến hành khảo sát định hướng bảo tồn phố cổ Ba Vinh, phường Hương Vinh nhằm khai thác phát triển du lịch, tạo thêm nhiều điểm đến cho Huế. Từ năm 2003, kế hoạch trùng tu bảo tồn và phát huy đô thị phố cổ Ba Vinh của chính quyền địa phương đã được xây dựng, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. Với mong muốn có những phương án cấp vốn và xây dựng phục hồi gấp rút từ chính quyền địa phương để người dân có một nơi ở ổn định và gìn giữ các giá trị di sản để tạo nên một điểm du lịch độc đáo trong lòng thành phố Huế. Phóng sự vừa rồi cũng là phần cuối của chương trình Trang truyền hình địa phương tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website trt.com.vn hoặc fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo.